Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vicky. Tối nay Vicky sẽ có một buổi tiệc party, nên Vicky muốn làm cái clip Get Ready With Me này để cho các bạn xem là trước khi đi ra ngoài thì Vicky sẽ sửa soạn như thế nào nhé. Nếu bạn nào mà có theo dõi YouTube của Vicky thì các bạn cũng biết là trong những cái chuyến đi du lịch vừa rồi thì Vicky hơi bị tăng cân một xíu vì mình ăn nhiều quá. Và hiện tại thì Vicky đã giảm rồi. Vicky đã giảm được khoảng 3kg. Vicky giảm được 3kg rồi nhờ uống cái này. đây là một cái thức uống mà không thể thiếu mỗi ngày trong mấy tuần trở lại đây của Vicky. Ngon lắm các bạn, rất là dễ làm nữa. Trong đây á, thì có gừng nè, gừng chanh, rồi mật ong. Vicky cắt nhỏ xong rồi ngâm nó khoảng một tuần là mình có thể lấy ra uống rồi. Một lần uống thì mình múc khoảng vài muỗng, xong rồi gừng với chanh mình bỏ vô ly rồi mình đổ nước sôi vô thôi. Các bạn nên uống cái này vào buổi sáng trước khi mình ăn sáng 30 phút á. Thì mà thật ra khi mà uống cái này vào buổi sáng rồi á, các bạn sẽ không có cảm giác là đói luôn á. Tại vì ở trong gừng á, nó có một cái chất làm cho mình no hơi lâu lắm. À, ngon quá. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Do dạo này Vicky đang giảm cân nên là cái nội tiết tố trong cơ thể của mình nó cũng thay đổi á. Khi mà các bạn tăng cân hoặc là giảm cân, nó đều làm cho da của các bạn dễ bị nổi mụn. Như đây, mặt mình cũng đang biểu tình rất là nhiều mụn. Trước các bước trang điểm thì Vicky sẽ bắt đầu bằng việc đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ rất là quan trọng nha các bạn. Vicky sử dụng mặt nạ dưa leo. Cái này mình mua được trong chuyến đi ở Mỹ á, mua trong siêu thị Hàn Quốc. Không biết cái hiệu nó đọc sao luôn. À, Venado. Mà Vicky thấy xài cái này ok lắm. Thì các bạn nên đắp mặt nạ trước khi mà mình make up thì nó làm cho cái mặt của mình, cái da mặt của mình nó mềm, nó không có bị mốc lên lúc mà mình đánh phấn vô. Đó. Ê, nhiễu nước. Rồi. Đắp vô. Vicky thích cái mặt nạ này lắm, tại vì nó có rất là nhiều cái tinh chất ở trong đây. Mình tận dụng cái phần còn lại ở trong cái bao á, xích vô cổ luôn. Đó, có nhiều lắm. Thường thì nếu mà xích vào buổi tối á, thì Vicky sẽ dùng hai cái miếng dư này nè. Đâu rồi? Đây. Đó, mình dùng hai cái miếng dưa này, cái mình đắp lên mắt mình luôn. Và mình nằm mình thư giãn. Nhưng mà hôm nay mình cần phải làm tóc rồi trang điểm nữa. Nên hở con mắt ra để thấy đường. Xong. Bữa nay Vicky sẽ làm cái điều đầu tiên mà trong cuộc đời của mình làm luôn. Nghe ghê quá hả các bạn. Nhưng mà chắc là các bạn cũng đã làm nhiều lần rồi. Đó là uống tóc. Uống tóc bằng máy. Tại vì như các bạn đã biết thì tóc của mình nó dài thiệt á. Nhưng mà cái kia lười làm tóc lắm. Chắc cũng một phần là do nó quá dài nên là làm cho mình rất là lười luôn á. Mà hôm nay Vicky cũng ráng xiên chút. Cũng thử dùng máy coi nó có đẹp như là mấy bạn làm không. Tại vì thấy mấy bạn làm tóc bằng máy đẹp quá. Rồi, bước đầu tiên á, là mình sẽ chải tóc cho nó suông. Vicky thì rất là thích để tóc dài. Và mình thường hay chú trọng vào cái việc mà dưỡng tóc hơn là làm kiểu, tạo kiểu. Chải tóc suông rồi mình sẽ chẻn ngôi tóc. Chẻ ngôi tóc như bình thường của mình thì Vicky chẻ 73. Sau
sorry các bạn là Vicky vừa đắp mặt nạ vừa làm tóc nha. Nếu mà có ghê quá thì các bạn cũng thông cảm. Dạ. Mình mua cái máy uống tóc này hiệu Conair. Đây, hiệu Conair. Rồi bây giờ mình sẽ khui nó ra. Bây giờ mình sẽ unboxing nha. Không biết mở được nào, chắc phải dùng một cái kéo cắt ra. Cái này Vicky mua cái cái này Vicky mua kích thước 1 inch thôi các bạn. 1 inch là nó không quá, nó trung bình á, nó không quá to mà cũng không quá nhỏ. Vì mình thích cái lọn tóc mình nó quăng tự nhiên mà nó không có quá nhỏ, và mình cũng không có thích lọn tóc quá to. Khó mở quá. Ok. Sau khi vật lộn với cái hộp, cuối cùng Vicky cũng đã mở ra được. Ok, game điện vô rồi, bây giờ mình sẽ bấm nút power. Chắc là phải đợi cho nó nóng. À, ở đây có nhiệt độ nè các bạn. Đó. Mình bấm Vicky bấm nút power xong rồi, ở đây có nhiệt độ. Để mình chỉnh nó, mình xoay nó. Chắc mình cho nhiệt độ khoảng nhỏ nhỏ thôi. Thấy nó cũng bắt đầu nóng rồi đó. Nóng quá, nóng quá. Giảm xuống. Rồi, để ở đây. Bây giờ mình sẽ xịt nước cho ướt tóc. Nhiều quá. Nó chia ra làm 3 lần. Yeah, chắc phải chia ra thành 4 phần mỗi bên quá. Ok, để chia ra 4 phần. Mình Vicky coi mấy cái clip á, thấy mấy bạn làm hay thiệt á. Chắc phải làm nhiều lần thì sẽ quen. Vicky thấy khó khăn quá các bạn ơi. Okay, kẹp tạm bên đây đi. Rồi. Đây, được một phần ở dưới. Nghe nói là mình phải uống từ trong ra ngoài. Uống từ trong ra ngoài. Kẹp vô. Rồi. Kéo nó. Giữ khoảng 3-4 giây gì đó. Chắc 5 giây. 1. Rồi mình thả ra từ từ. Ý. Thấy cũng dễ. Mà không biết nó có quăng không á. Cho nó cao, nhiệt độ cao một chút. Wow. Trời, nó quăng. Cha mà ơi. Trời, nó quăng nhìn đẹp quá. Vicky bắt đầu thấy thích cái này, cái trò này rồi á. À, tiếp theo Vicky sẽ lấy một phần tóc xuống nữa. Cái phần này mình uống xong rồi, mình để nó ra phía sau đi ha. Rồi, phần tóc tiếp theo mình cũng làm như vậy. Trời ơi, hồi nào giờ Vicky nghĩ là làm cái này khó lắm. Ai ngờ, dễ đẹp. Bây giờ khoái quá, chắc làm hoài. Đó, mình sẽ thêm.
rồi Vicky bấm nó vô. Mình phải cho nó, mình phải cho nó từ trong ra ngoài đúng không? Yeah, từ trong ra ngoài. Cuốn cho nó vô một chút, đợi 5 giây rồi mình thả ra từ từ. Làm lại, làm lại. Cuốn cho nó vô, rồi đợi 5 giây mình thả ra từ từ đi xuống dưới. Vicky thấy cái máy này á, nó không có quá là đắt tiền nhưng mà xài ok good lắm, rất là dễ xài nữa. Kê cái mặt nạ của mình thì nó cũng đủ thời gian rồi đó. Thường thì Vicky chỉ đắp khoảng 15 phút thôi. 15 phút là đủ rồi các bạn, không có cần đắp nhiều. Vicky mở mặt nạ ra cho các bạn thấy mặt của Vicky. Rồi mình tiếp tục làm cái lọn này tiếp. Cuối cùng cũng xong được cái phần bên đây. Trời ơi vất vả quá. Mà nó cũng không có được đẹp lắm nữa. Bây giờ Vicky mới cảm thấy nể mấy cái bạn mà tự uống tóc á, khó thiệt. Rồi, bây giờ mình sẽ làm luôn bên đây cho nó đều. Một thời gian vật vả. Rồi mình sẽ cho nó tơi tơi ra. Mình làm cho nó tơi mấy cái lọn tóc ra. Để Vicky đứng lên cho các bạn coi. Đây, Vicky thấy là mình uống cũng Vicky thấy là lần đầu tiên mình uống cũng được, không đến nỗi nào. Hơi ghê một chút. Hy vọng là mình thực tập thêm vài lần nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Chắc là Vicky sẽ bới hết tóc lên để cho nó giữ cái nếp uốn này. Tại vì thường Vicky không có thích sử dụng gel hoặc là keo trên tóc của mình đó, nó dễ làm khô tóc lắm. Nên Vicky sẽ dùng kẹp. Vicky sẽ dùng kẹp để mà giữ cái nếp tóc, để cho gọn gàng, mình make up cũng dễ nữa. Đó, dùng băng đô để cố định tóc cho gọn gàng. Xong, tiếp theo sẽ là các bước make up. Uống một miếng nước cái đã. Ngon quá. Trước các bước make up, sau khi mà mình đã làm đắp mặt nạ, làm ẩm da rồi, tiếp theo Vicky sẽ dùng kem dưỡng ẩm. Ở đây mình dùng của Clinique. Cái loại này chắc là nhiều bạn biết nè. Vicky sử dụng cái loại mà dạng mà moisturizing lotion luôn á, chứ không phải là cái loại gel. Tại vì thời tiết ở bên đây nó bắt đầu khô rồi á, nên Vicky dùng loại này. Tại vì thời tiết bên đây nó lạnh rồi nó cũng hơi khô. Nó biết cái dùng loại này. Thường thì mình chỉ dùng một pump thôi. Dùng một pump cho cả mặt. Ở đây Vicky dùng cái son dưỡng ẩm hình mermaid. Rất là cute luôn á. Hình mermaid thì rất là cute luôn á. Cái này hôm bữa mình đi siêu thị cái mình thấy cute quá, mình mua luôn. Đây, mở ra. Giống như là cái quả trứng. Bước đầu tiên mà ai cũng phải làm đó là kem nền. Vicky sử dụng kem nền của Laura Mercier. Vẫn là cái loại mà mình thích nhất, vì nó vừa mỏng nhẹ mà nó khô thoáng, nó không có làm bít lỗ chân lông của chúng ta. Ở đây mình dùng màu honey.
Thường mặt của Vicky thì Vicky dùng 3 pump. Rồi một lát mình muốn xài thêm thì mình sẽ lấy thêm. À, quên khoe với các bạn, Vicky có cây cọ đánh nền này cute lắm. Hình con cá. Mang cái này đi du lịch cũng tiện lắm, tại vì nó có cái nắp đậy lại nè, rất là vệ sinh. Rồi chấm đều lên mặt. Các bạn nhớ chấm lên cổ nữa cho nó đều màu. Sau đó mình tán kem nền ra. Vicky thấy là cái kem nền này nó dễ tán lắm. Nếu như là các bạn không dùng cọ, dùng tay tán cũng được. Thường khi mà đi du lịch đó, Vicky không có dùng cọ, Vicky dùng tay tán không à, cho nó lẹ. Mà nó cũng smooth lắm. Thì Vicky sẽ dùng thêm một ít foundation nữa để mà mình apply lên những cái chỗ mà khuyết điểm của mình, như là mấy cái vết thâm. Đó. Rồi dùng tay tán nhẹ ra. Bước tiếp theo là concealer. Concealer thì Vicky sử dụng của Wet n Wild, vẫn là cái loại mà mình thích. Vicky dùng ở dưới hai bên mắt của mình để che quầng thâm. Rồi dùng hai bên khóe mũi. Những cái mụn chấm vô luôn. Rồi mình dùng tay mình tán ra. Kế tiếp là để cố định cái lớp make up của mình thì mình sẽ dùng phấn phủ. Ở đây Vicky sử dụng của Laura Mercier luôn. Vicky sử dụng cái cọ Kabuki mà mình thích. Cái cọ này các bạn thấy ở trong cái clip trước á, đi du lịch đó. Mình thích xài cái này lắm, tại vì nó rất là vệ sinh. Rồi cái phấn này thì mình dùng phải cẩn thận, tại vì nó là dạng bột nên là nó rất dễ là bay lung tung. Kia phủ hết mặt. Cái này nó cũng mỏng nhẹ lắm, mà kìm dầu rất là tốt nữa. Tạo khói thì Vicky dùng cái bảng palette này của Wet n Wild, cái contour mà đợt trước mình đi du lịch mang theo bị bể rồi, chưa có mua cái hộp mới nữa. Đó, trời ơi nó đổ tùm lum. Vicky sẽ tạo khói bên hai bên mặt. Đây là những cái bước mà đánh nền cơ bản ai cũng phải biết và rất là dễ làm. Sau đó Vicky cũng dùng cái contour này, để mà đánh sống mũi luôn. Đó, giờ nhìn cái mũi của mình nó cao lên chút. Sau khi xong cái contour thì Vicky mới phát hiện là Vicky quên chưa có đánh má hồng. Bây giờ mình sẽ đánh má hồng. Hôm nay thì Vicky muốn trang điểm theo phong cách cổ điển và thiên về cái tông màu hồng, nên mình sẽ dùng má hồng màu hồng. Thì Vicky rất là mê dùng son để làm má hồng. Ở đây mình dùng son
Velvet màu hồng ping pong của Bourjois. Mình lấy một chút ra hai cái, một chút thôi, lấy một chút xíu thôi ra ngón hai cái ngón áp út, rồi chấm lên má. Tán đều ra. Sau khi đánh má hồng xong, bây giờ mình bớt đến cái bước highlight để làm cho cái gương mặt mình bóng khỏe. Đánh lên sống mũi. Bây giờ đến bước kẻ chân mày. Vicky cũng không phải là một người giỏi kẻ chân mày đâu các bạn. Thì cái cách mà Vicky, cái cách hiệu quả nhất mà Vicky hay dùng á, là mình cứ kẻ theo cái đường ở dưới trước đó, sau đó mình sẽ thêm cái đường ở trên sau. Này, mình sẽ kẻ theo cái đường ở dưới, kẻ đến đâu thì dừng. Thì các bạn nhìn cây chì đặt ở đây, chấm một cái, bên đây cũng vậy. Từ ở ngay cái cánh mũi của mình tới cái đuôi mắt á, đó, kéo lên đây các bạn chấm cái. Rồi các bạn dùng chì kẻ cái đường, theo cái đường ở dưới chân mày của mình tới cái chấm đó. Đó. Sau đó mình sẽ vẽ lên. Ở trên mình vẽ thêm vô. Vậy thôi, đơn giản lắm. Nếu các bạn lỡ vẽ mà nó sai á, nó lem á, cũng đừng có lo, lát mình sẽ có một bước chỉnh nó lại. Rồi bên đây cũng vậy, bên đây mình cũng vẽ theo cái đường ở dưới ra tới cái chấm mà mình chấm, rồi mình thêm ở trên vô. Các bạn cứ vẽ mạnh tay vô, đừng có sợ nó sai đó. Thật ra thì nó cũng sai quá sai rồi. Tiếp theo với kia sẽ dùng kem che khuyết điểm với lại cái bông tăm để mà mình chỉnh nó lại. Đó, mình lấy một ít kem che khuyết điểm, rồi mình chỉnh, mình vẽ theo cái đường lông mày của mình. Rất là đơn giản đúng không nào? Với khi dùng cái cây cọ lông này nè, mình chải cho cái màu nó đều. Rồi mình chuốt mascara cho lông mày nữa là xong. Với khi dùng của Rimmel màu medium. Chải đều lên hết lông mày của mình. Chải. Để tiếp tục các bước tiếp theo thì mình sẽ đánh cái lớp son nền trước. Vicky dùng cái son để làm cái màu nền cho môi là son của NYX màu Lipli 04. Màu này nó là một cái màu nước rất là nhẹ nhàng. Các bạn, thực ra các bạn không cần đánh thêm son lên, các bạn đánh cái màu này không cũng thấy đẹp nữa. Mà tại Vicky điệu nên Vicky thích đánh nhiều cái layer son. Bây giờ mình sẽ đến cái phần đánh mắt nha. Vicky sẽ dùng cái bảng màu mắt này của Colourpop Fortune. Bởi vì hôm nay Vicky muốn đánh cái
môi mình nó đậm chút, nên mình sẽ khi mà trong make up á, khi mà mình đã nhấn cái phần môi rồi thì mình sẽ không có nhấn phần mắt, phần mắt mình sẽ đánh nhạt thôi. Vicky sẽ dùng cái màu cream này, nó có hơi có nhũ một chút, đánh hết cái bầu mắt của mình. Rồi các bạn nhớ đánh ở dưới luôn nha, ở đầu mắt. Bên đây cũng tương tự. Thật ra Vicky thấy đánh mắt cũng dễ lắm, giống như là tô màu vậy đó. Mình cứ từ từ, mình đánh từng lớp màu lên là được thôi. Tiếp theo thì Vicky sẽ dùng một cái màu nó trầm hơn một chút, đó là cái màu nâu. Màu này là màu More Problems. Cũng đánh lên hết cái bầu mắt luôn, nhưng mà đánh ở dưới. Đừng có đánh lên trên quá, đánh ở dưới thôi. Các bạn nhớ đánh ở dưới đuôi mắt luôn nha. Cái màu cuối cùng mà mình sử dụng là màu Oracle. Để đánh ở giữa cái phần mắt này. Chỉ đánh ở giữa thôi. Để nhấn cho cái phần đuôi mắt thêm sâu thì mình sẽ dùng một cái màu đậm hơn là màu Fortunate. Nó cũng nghiêng về hồng hồng một chút xíu. Đánh vào cái phần đuôi. Cái make up mà tông cổ điển vintage á, thì không thể nào không thể thiếu eyeliner. Vẫn là cái bút eyeliner mà Vicky thích của Rimmel. Cái cây này giữ được tới 24 tiếng rồi các bạn. Và cái đầu cọ nó nhọn á, dễ vẽ lắm. Đó, mình cứ vẽ từ từ. Đừng quá hoang mang, các bạn cứ vẽ từ từ. Hồi đó lúc mà Vicky mới vừa biết vẽ á, cũng thấy ghê lắm. Mình đá ra theo cái đường đuôi mắt của mình thôi. Rồi mình nói nó lại dưới. Vicky dùng mascara của Maybelline. Loại này thì không thấm nước và rất là cong luôn, rất là dày mi. Nếu mà các bạn chút mascara mà lỡ làm lem xuống dưới da thì cứ bình tĩnh, đừng hoang mang. Mình sẽ lấy một cái tăm bông và một chút concealer. Đó. Rồi mình chùi nó đi. Là nó đi hết. Vậy là mình xong cái phần mắt. Bây giờ sẽ đến cái phần môi. Phần môi Vicky dùng son với and white nữa. Vicky dùng màu 930B. Cái
này á, lúc mà mình nhìn cái packaging của nó thì mình thấy nó là màu đỏ, nhưng mà không biết sao khi mà đánh lên môi của Vicky thì nó thành màu hồng. Mình sẽ chấm một chút xíu ở trong lòng môi. Để kết thúc tất cả các bước cho hôm nay, rồi mình sẽ làm tóc. À, hôm nay Vicky theo phong cách cổ điển, nên Vicky cũng muốn làm tóc theo kiểu sơ sương một chút xíu, mà nhìn nó cũng không có quá là giống bà già, vẫn tươi xinh. Rồi mình mở tóc ra, chẻ tóc 73. Dạo gần đây Vicky thấy mấy bạn hay theo hot trend giống thời xưa là mình dùng kẹp đủ màu để kẹp lên trên đầu. Vicky cũng mới mua cái này. Mấy cái màu vintage rất là đẹp. Bữa nay mình mặc đầm xanh nên mình sẽ dùng kẹp màu hồng. Vicky dùng 2 cây. Mình sẽ cố định tóc ở bên đây lại. Một cái kẹp lên. Và một cái kẹp xuống. Vicky muốn cái makeup này nó đơn giản mà nhìn nó vẫn trẻ trung và dịu dàng. Nên mình dùng cái bông tai đơn giản thôi, không có quá là cầu kỳ. Vicky cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Như các bạn cũng thấy thì để biến hóa thành một cô nàng cổ điển trẻ trung xinh đẹp rất là đơn giản đúng không nào? Vicky hy vọng là các bạn sẽ có thêm ý tưởng cho mình vào cái makeup look khi mà mình đi ra ngoài hẹn hò hoặc là đi chơi với đám bạn nhé. Còn bây giờ thì Vicky đi chơi đây. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Stay awesome!